Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống được phát sóng trên kênh truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách Đời Thừa của nhà văn Nam Cao, một tác phẩm viết về đề tài trí thức với ngòi bút hiện thực sâu sắc, đã phác họa thành công bức tranh cuộc sống của người dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc ở nhiều thế hệ. Nói tới nhà văn Nam Cao là nói tới các tác phẩm miêu tả hình ảnh người nông dân bị đẩy vào bước đường cùng, trở nên bần cùng bất hạnh như Lão Hạc, hay trở nên lưu manh hóa như Chí Phèo, hay là người phụ nữ ngờ nghệch xấu xí nhưng vẫn mang tấm lòng nhân hậu như Thị Nở, nhân vật trí thức nghèo khổ như Hộ trong tác phẩm Đời Thừa. Với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, ông được mệnh danh là nhà văn hàng đầu của chủ nghĩa hiện thực. Qua hình ảnh của nhân vật Hộ, Nam Cao đã thể hiện sự thông cảm và xót xa đối với bi kịch tinh thần đau đớn dai dẳng của người trí thức nghèo, có tài năng, có tâm huyết, giàu lòng nhân đạo trong xã hội thực dân phong kiến. Đồng thời lên án gay gắt cái xã hội ngột ngạt, bóp chết mọi ước mơ, tước đi cuộc sống chân chính của con người, đã đầu độc tâm hồn con người và mối quan hệ vốn đẹp đẽ giữa người và người. Chuyện kể về Hộ là một nhà văn trẻ có tài, ôm ấp một lý tưởng, hoài bão, xây dựng một sự nghiệp văn chương. Các nhân vật trong truyện của Nam Cao đều in đậm những đặc điểm riêng biệt. Ông viết về nỗi khổ của người nông dân trước cách mạng, đồng thời phản ánh sự thối nát của xã hội thực dân phong kiến bấy giờ. Tâm lý nhân vật trở thành trung tâm của sự chú ý, là đối tượng trực tiếp của ngòi bút Nam Cao. Câu chuyện trong các tác phẩm của ông là những cái tưởng chừng như nhỏ nhặt xoàng xĩnh, nhưng từ cái sự tầm thường quen thuộc trong đời sống hàng ngày, các tác phẩm của Nam Cao làm nổi bật những vấn đề xã hội có ý nghĩa to lớn, triết lý sâu sắc về con người, cuộc sống và nghệ thuật. Trong Đời Thừa, mượn suy nghĩ của nhân vật Hộ, ông bộc lộ trăn trở về cuộc đời, đặc biệt thể hiện những tuyên ngôn bất hủ về nghệ thuật. Ông ủng hộ nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật phải biết viết về con người và hướng đến những điều tốt đẹp của con người, phê phán quan niệm nghệ thuật vị nghệ thuật. Truyện ngắn cũng được đăng trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy số 409 ra ngày 4 tháng 12 năm 1943. Đoạn trích Đời Thừa cũng được in trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 và được đưa vào giảng dạy trong hệ thống chương trình giáo dục trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, dù đã ra đời hơn 80 năm nhưng dường như tác phẩm Đời Thừa của nhà văn Nam Cao vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Câu chuyện về những con người và thậm chí là những bi kịch của số phận vẫn được bàn luận, bởi phải chăng chúng vẫn còn tồn tại trong thế giới ngày hôm nay? Và cùng để bàn luận cũng như tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu bà Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình. Xin chào Huyền Phương, xin chào khán giả của chương trình Sách và Cuộc Sống. Vâng, thưa bà, có thể thấy rằng là nhà văn Nam Cao đã rất thành công trong việc xây dựng hình tượng những nhân vật nghèo khổ như là Lão Hạc, Chí Phèo, Anh Hoàng. Vậy thì với tác phẩm Đời Thừa, đặc biệt là với nhân vật Hộ, thì bà đánh giá là có điều gì khác biệt so với những nhân vật trước đây của nhà văn Nam Cao ạ? Ba cái nhân vật mà bạn vừa nói đó là Lão Hạc, Chí Phèo và Hộ là cùng là trong là những cái nhân vật trong các cái tác phẩm mà sáng tác thời kỳ trước 45. Và trước năm 45 thì cái đề tài chính của Nam Cao là tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất là đề tài người nông dân, và Lão Hạc Chí Phèo là thuộc cái đề tài nông dân. Và thứ hai là đề tài người trí thức tiểu tư sản, và Hộ là một cái điển hình cho cái nhân vật trí thức tiểu tư sản. Việc đẩy nhân vật vào bi kịch có lẽ là một trong những biệt tài của nhà văn Nam Cao. Vậy thì không biết là bà đánh giá như thế nào về cách tạo ra nhiều bi kịch nối tiếp bi kịch trong cuộc đời của Hộ? Cái gánh nặng áo cơm ấy, nó hủy hoại những cái lương tri nghề nghiệp của Hộ. Nó làm tan vỡ những cái khát vọng của Hộ, những ước mơ của Hộ, nhưng mà nó lại không thể làm nguội đi cái tình yêu văn chương. Và đây chính là cái cội nguồn đưa Hộ đến cái bi kịch thứ hai. Khi anh ta buồn, anh ta đau khổ, anh ta tìm đến với rượu, và rượu lấy đi lý trí và anh ta lại quay trở về hành hạ vợ con. Thế và trong cái bi kịch thứ nhất thì Hộ hy sinh lương tri nhà văn để giữ cái lương tri của một con người. Thế nhưng mà đến cái bi kịch thứ hai, khi mà anh ta trà đạp lên chính cái lẽ sống tình thương của mình, thì anh ta không còn cái điểm để bấu víu nữa, không còn cái gì để có thể biện hộ hay tự an ủi cho mình được nữa. Và đó là bi kịch chồng chất bi kịch.
Nhà văn Nam Cao không chỉ thành công trong việc là phản ánh chân thực hiện thực mà ông còn gửi gắm vào trong đó nhiều triết lý nhân sinh, quan điểm của ông về văn học nghệ thuật. Cụ thể đó là văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Bà đánh giá như thế nào về quan điểm của Nam Cao ạ? Một nhà văn Nga, ông có nói một câu là mỗi một tác phẩm văn học nó là luôn luôn là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung. Thế và chính vì thế cho nên cái sự lặp lại trong văn chương là sự đào thải của chính cái tác phẩm văn chương ấy. Mỗi một tác phẩm luôn luôn là sự ra đời lần đầu tiên, lần cuối cùng và lần duy nhất với chính nhà văn ấy và trong đời sống văn chương nói chung. Trong cuộc sống ngày hôm nay thì tác phẩm đời thừa dường như vẫn vẹn nguyên những giá trị của nó, và đặc biệt là hình ảnh của người trí thức của quá khứ có sự liên tưởng gì đến với người trí thức của xã hội hiện đại, và chúng ta sẽ có cái nhìn mới mẻ gì về một xã hội cũ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Một tiết giảng tác phẩm đời thừa của cô giáo Nga, trường Trung học Phổ thông Tây Hồ, Hà Nội. Không chỉ đơn thuần thầy giảng trò nghe mà cuộc sống của đời thừa đã được vẽ lên bởi những cảm nhận của học sinh. Những diễn biến tâm lý của nhân vật từ người có ước mơ hoài bão trở thành một nhân tài văn chương, hộ đã không thể thực hiện vì cơm áo gạo tiền. Anh chính vì lo những cái cơm áo gạo tiền mà anh phải viết những cái trang văn vội để có thể có tiền để lo cho vợ con. Tiếp theo ở đây là một cái câu văn mà em thấy rất tâm đắc. Đấy chính là dẫu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích bằng đọc và hiểu được một câu văn hay. Đấy chính là thể hiện rằng cái tình yêu thương mãnh liệt của nhân vật hộ đối với văn chương. Câu chuyện của quá khứ, nhưng những triết lý về sáng tác, về cống hiến của tầng lớp tri thức vẫn là câu chuyện của ngày hôm nay. Nam Cao đã viết, văn chương không cần những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Phê phán sự cầu thả và đề cao sự sáng tạo, đó là yêu cầu bắt buộc phải có đối với người tri thức trong bất cứ lĩnh vực nào. Trong văn chương nói riêng và trong xã hội nói chung thì sáng tạo là một quá trình, là một hành trình cần thiết để tạo ra những tư tưởng đột phá, để có thể có bước tiến mới trong xã hội. Vì vậy là không chỉ riêng văn chương mà trong xã hội thì chúng ta cũng cần có sự sáng tạo. Văn sĩ Hộ đã từng có những cái ước mơ, những cái hoài bão rất lớn lao, viết về một tác phẩm phải đạt giải Nobel. Cái ước mơ đó là chính đáng, cái ước mơ đó là đáng trọng, nhưng không thực hiện được bởi vì cái thực tế nó phũ phàng. Nhưng người trí thức ngày nay họ có điều kiện hơn, họ được quan tâm hơn, họ cái xã hội nó mở hơn và họ có được quan tâm nhiều hơn. Nhưng tại sao vẫn vắng bóng những cái tác phẩm mang hơi thở của đương đại? Vấn đề đặt ra ở đây đó là gì? Người viết ngoài tài, anh cần phải có cái tâm và còn cả cái tầm nữa. Câu chuyện của Hộ trong quá khứ, cơm áo gạo tiền đã cho ra đời những áng văn viết vội, cầu thả. Và cuộc sống hôm nay có đầy đủ điều kiện hơn, nhưng tại sao vẫn thiếu vắng những tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng độc giả? Vậy là trong bất cứ thời kỳ nào, thì nếu người tri thức để chi phối quá nhiều về giá trị của vật chất, chắc chắn họ sẽ khó cho ra đời những đứa con tinh thần hoàn hảo, có giá trị cống hiến cho xã hội. Rõ ràng, đời thừa của Nam Cao đặt trong bối cảnh hôm nay đã cho chúng ta một góc nhìn mới về xã hội cũ. Vâng, thưa bà, sau gần 8 thập niên thì bà đánh giá gì về những giá trị mà tác phẩm đời thừa của Nam Cao đã mang lại cho ngày nay ạ? Đó là cái thời người ta hay gọi là thời 4.0. Thì có thể nói là các nhà văn đầy ắp cái thông tin. Ngay tất cả mọi thông tin Đông Tây Kim Cổ nó ở trong một cái smartphone, cái điện thoại cầm tay của họ. Và vì thế cho nên những nhà văn nào lười biếng hoặc là đánh mất đi, không phải là chỉ là cái đầu đâu, mà đánh mất đi cả cái nhân cách và lòng tự trọng của mình, thì họ có thể copy paste, họ có thể nhặt nhạnh, họ có thể cóp nhặt ở những cái nguồn thông tin khác nhau. Và với cái tài của họ, cái tài có thể để trong hoặc kép đấy, thì họ có thể biến thành những cái tác phẩm. Nhưng mà cái tác phẩm ấy thì đúng là chúng ta có thể thấy là cái giá trị của nó chúng ta không thể chấp nhận được. Nó không thể tồn tại với thời gian được. Vâng, đó là những quan điểm về sáng tạo nghệ thuật. Vậy còn theo bà thì những giá trị trong đời sống mà tác phẩm đời thừa của Nam Cao mang lại trong xã hội ngày nay đó là gì ạ? Những cái tác phẩm văn học mà có thể chạm đến được, khám phá, chạm đến được và phản ánh được những cái vấn đề mang tính chất, bản chất của hiện thực. Có thể gửi gắm những cái thông điệp lớn lao, những cái thông điệp cao đẹp cho cuộc sống nhân sinh cũng như là cho văn học nghệ thuật. Thì
những tác phẩm ấy nó sẽ còn cái nguyên vẹn cái giá trị dù là 5 năm, 10 năm hay là hàng thế kỷ hay là mấy trăm năm. Cái này có thể thấy rất rõ, tôi có thể lấy ra một vài cái ví dụ. Ví dụ như là cái bài thơ của Etchinsko chẳng hạn, của nhà thơ Nga, chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Thì bản thân cái câu đầu tiên, bản thân cái tiêu đề đã là một thông điệp. Và thông điệp ấy hàng trăm năm vẫn vẹn nguyên giá trị. Hay là cái vở kịch Hồn Trương Ba Giang thì của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thì cũng thế thôi. Một cái thông điệp là hãy sống là chính mình thì nó vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Và những thông điệp về cái lẽ sống tình thương, cái thông điệp về sáng tạo nghệ thuật trong đời thừa cũng vẫn còn tồn tại với chúng ta cho đến có lẽ là còn rất lâu nữa. Có thể thấy là trong xã hội hiện đại ngày nay thì những người trí thức không còn bị rơi vào những tấn bi kịch như nhân vật Hộ. Tuy nhiên thì họ cũng rơi vào những bi kịch của xã hội hiện đại. Đó có thể là những sự cám dỗ của đồng tiền, vật chất, và những người trí thức chân chính thì dường như là vẫn còn nghèo, còn chịu những thiệt thòi. Bà đánh giá sao về điều này ạ? Đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó khiến cho cái tác phẩm đời thừa ấy, nó chạm được vào cái hơi thở của cuộc sống thời hiện đại bây giờ đấy. Thật ra thì tôi quan niệm như này này. Bất kể thời đại nào thì những cái giá trị vật chất và giá trị tinh thần nó vẫn luôn luôn có thể xuất hiện những xung đột. Vấn đề là chúng ta lựa chọn thế nào. Và cái lựa chọn bao giờ nó cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi. Mà đánh đổi thì đồng nghĩa với việc là hy sinh. Hy sinh một cái giá trị nào đó, hy sinh một cái bình diện nào đó nhiều khi rất quan trọng trong cuộc sống. Vì một cái mà mình nghĩ rằng nó là lẽ sống của mình, là lý tưởng của mình. Cho nên là thông qua cái sự lựa chọn, chúng ta có thể thấy được cái chân dung nhân cách của một con người nói chung, chứ chưa nói gì đến các nhà văn. Thế cho nên là nếu như ngày xưa trong chuyện ngắn đời thừa của Nam Cao, thì chúng ta thấy là anh Hộ, anh đã lựa chọn cái lẽ sống tình thương. Và anh đã hy sinh cái lương tri nghề nghiệp, lương tri của một nhà văn. Đấy, để chấp nhận từ cái chỗ đó là anh ấy đề cao cái vai trò, cái sự thận trọng trong văn chương, và anh ấy phê phán cái sự cẩu thả. Anh ấy đã nói một câu đó là cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương, nhưng cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Cuối cùng anh ta phải cho ra những cuốn văn viết vội vàng, những cái bài báo mà người ta đọc thì quên ngay, còn anh ta đọc thì anh ta xấu hổ. Từ chỗ là khao khát hướng đến những tác phẩm để đời, những cái tác phẩm mà ăn giải Nobel, những cái tác phẩm mà vượt lên mọi bờ cõi và giới hạn. Đấy là cái khát khao, là cái hoài bão cao đẹp của Hộ. Đến chỗ anh phải viết những cái bài báo mà anh ta không muốn nhìn và người đọc quên ngay lập tức. Thì đấy là một cái sự trượt dài, một cái sự tha hóa. Và đó là cái lựa chọn của anh ấy. Như vậy anh ấy phải lựa chọn. Anh ấy lựa chọn cái gì? Lựa chọn cái lẽ sống tình thương, để anh ấy đổi những cái bài báo vội vàng ấy, lấy tiền mắm, tiền thuốc, tiền nhà để cho vợ con mình. Đấy là sự lựa chọn thôi. Mỗi nhà văn đều có sự lựa chọn. Đấy là nói về anh Hộ ngày xưa của Nam Cao. Còn bây giờ thì như bạn vừa nói, tức là cái đời sống của các nhà văn bây giờ, những cái giới trí thức bây giờ có lẽ là không như ngày xưa nữa, không khó khăn như ngày xưa nữa, nhưng mà cám dỗ vẫn còn. Thế thì nếu như ngày xưa là anh Hộ, anh ấy phải đánh đổi tất cả vì đồng tiền bát gạo, vì miếng cơm manh áo, vì những cái tối thiểu trong cuộc sống, thì bây giờ rất nhiều nhà văn đại gia Hộ họ cũng đánh đổi. Họ đánh đổi cái lương tri nghề nghiệp, họ đánh đổi cái lương tâm của họ để họ viết những cái tác phẩm mà có lẽ là dùng cái từ tác phẩm nó hơi lớn quá so với những cái văn bản mà họ viết ra. Bởi vì những cái văn bản mà họ viết ra là những cái loại sách thị trường, những cái sách mà để đáp ứng cái thị hiếu của một bộ phận những cái người đọc trong cái cơ chế thị trường bây giờ. Và vì thế cho nên có thể thấy là những cái tác phẩm ấy thì cũng nói như là nhà văn Nguyễn Minh Châu mà tôi nói cái câu lúc nãy đó, là nhà văn sẽ đánh mất cái đầu và tác phẩm sẽ đánh mất cái tính tư tưởng. Vậy thì đấy chính là sự lựa chọn của các nhà văn. Cho nên tôi chốt lại một điều, đó là thời nào cũng thế, để mà hướng tới sự tốt đẹp thì con người cần phải có sự lựa chọn, cần phải đánh đổi, cần phải trả giá. Cuộc sống nó cũng có nhiều cái ngặt nghèo, và cái cuộc đời con người nó cũng ngắn ngủi, người ta không thể có được tất cả mọi điều, cho nên phải chấp nhận lựa chọn thôi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sách và Cuộc Sống cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.